Chào tất cả các bạn nha. Tình hình là lúc này vợ mình bệnh bạn nên không có đi đánh bắt xa bờ được, chủ yếu đánh bắt gần nhà thôi. Đó. Ben nè, sung bờ khía. Ben. Ben. Phốc. Đây có mấy bạn đánh bắt gần nhà, có mấy bạn đi theo nữa là phốc. Đây nè. Đó. Trưa nay mình sẽ đi kiếm cá bằng lưới các bạn, lưới cá sặc. Đây. Kiếm mớ cá sặc về muối chiên cũng được. Chắc này mình ở đây chứ chiều mình cũng chạy lên Cần Thơ mà. Tại vợ em còn nằm cho anh. Chắc vài ngày nó mới về à. Lúc này nữa về chắc cũng lâu đi săn bắt lại được à. Rồi giờ mình sẽ qua mấy cái mương bên đó giăng lưới cho các bạn ơi. Mấy mương ta mới bồi xong nè. Trong kia nó sạch đó, bóng lưỡng nè, hay cũng có sạch chứ lắm. Mương đó hôm đó rồi đó. Giờ qua bển giăng lưới nha. Vừa này đi giăng lưới là lội giăng lưới là đúng bài luôn, ngát. Chứ trong nhà nóng dữ lắm, nóng luôn. Này vừa giải tỏa cơn nóng chuẩn bị mùa hè phải không ta? Hình như lúc này cũng chuẩn bị mùa hè không nè. À đúng rồi. Vừa kiếm bữa cơm buổi chiều luôn. Chuyển thôi. Rồi giấc này lưới bọng cũng xong ăn đây. Thiên la địa võng dằn sẵn rồi. Họ bắt đầu có cá dính rồi nè. Hai khúc này có lý quá nè. Tay lưới này còn khúc nữa mình cắt làm hai luôn, mình giăng tay sau lưng một mương sau lưng nữa. Ồ dữ rồi. Sướng sướng rồi. Cờ, nghĩ gợi nhịp phao cả sướng không? Nói chung chơi cái gì nó cũng có cái sướng vậy các bạn ơi, đẳng nữa kìa. Đẳng nhịp phao lý lịa nữa kìa. Mỗi cái nó có cái sướng riêng rồi, hầu như khoảng nào cũng có hết. Này dằn xéo qua xéo lại, là con nào thoát được. Quất cá hết mương luôn. Thế vậy chứ không có dính nhiều đâu bạn ơi. Dính chừng 7 phần 10 à. Có lý lắm á. Nhiều quá, thấy không? Kéo kìa, hầu như chỗ nào cũng có kéo vậy á. Nó chưa giấc này lội xuống nước mát. Có cái xóm dưới chắc cái đám như vậy. Xôm tụ quá. Chưa nắng mà xôm tụ quá nè. Nhá hàng thử lửa cái coi. Một con, hai con, ba con. Bên đây hai con. Được. Gọi vuột cái vuột bên kia luôn rồi. Qua bên kia máng bên kia lại bạn ơi. Để nó trôi ra ngoài. Mà thôi để đại đi. Cá nhỏ mà. Dở lên hai khoảng cũng 6-7 con vậy, thấy là đủ ăn rồi. Mương này thấy cũng có lý quá nè bạn ơi. Thấy cũng nhịp lưới đều nè. Im. Đầu đẳng nhiều hơn, đầu nhỏ đang ra quậy sộn kìa. Đem lội ra đầu đẳng chơi. Còn cái sặc nó trốn trong đây nhóc chưa.
giấc này cũng hơi nóng nóng bạn, các bạn thấy để mình đặt cái máy là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra đó. Nói chung là không có em gái sóc trăng nhà tranh thủ trộm cây mía bạn ơi, cạp cho nó sướng sướng hai bụi luôn. Này là tới mía luôn đó, hôm gà bỏ như đám gừng luôn. Giờ bắt đầu chiến đấu nha, công tác là đi trộm mía, trộm mía. Trộm là phải, nói chung là đi ăn trộm phải đi nhẹ nhẹ thôi. Lúc ăn trộm thì lén lút thôi, còn lúc ăn thì công khai lại đi. Tháng nắng này mía ngọt lắm bạn, mưa xuống nó lạc chứ nắng này ăn ngọt ngay nha. Mía này mía tây mà ăn mềm rất ngon, ăn sống cũng vào luôn á. Này muốn ngon các bạn chặt lóng lóng như nè, cái bỏ vô ốp ốp đá ốp lạnh ăn đã lắm, mát lắm. Nhưng mà ăn gì không ngon, ăn gì không ăn sống gì mới ngon nè. Chắc chưa ra vườn ngồi nhai cây mía gì cũng êm bạn, hoặc là kiếm chén muối hái trái cây chấm ăn cũng ngon mát. Tháng này trong nhà hơi nóng. Cái gốc ăn ngọt, móc cái gốc lại. Cá giật lưới dữ quá.
Rồi dắt này cuốn lưới bạn ơi. Nãy giờ ngồi ngồi nhai cũng hết cây mía luôn rồi đó. Quất cây mía vô no luôn mấy cha. Ý là nãy bẻ cây nhỏ đó, nãy bẻ cây bự không hết. Ý là ăn 7321 á. Khùi. Ủa nãy đây có cá sặc giục nó không tiêu ta. Nãy đầu lưới này có cá sặc mình bấm máy quay phim giật phao bực bực luôn. Tiêu vậy. Trong thời gian ăn cái mía mất con cá sặc đây. Uống cái gì? Ăn cua cả, rồi, lặn luôn rồi. Cua đâu lãng ở đây được còn nè. Hai tay này chắc đủ chiều bữa cơm chiều mà. Ừ. Con này ba con luôn cái gì? Ba con luôn. Được nghe, được nghe. Thấy gì chứ cá sặc này ăn ngon lắm nha bạn. Khô khô cũng ngon mà. Chiên tươi cũng ngon. Chiên xù quá. Nếu các bạn không ấn ớn thì chiên xù luôn. Móc hầu, móc ruột ra, sạch ruột. Bắt đầu chiên. Chiên giòn. Mắm chua. Rau luộc. Đúng bài luôn. Còn mấy thì hoàn sạch muối. Muối mặn mặn là chiên. Còn muốn ngon nữa thì phơi khô. Khô một nắng. Ốp tiêu ớt rồi vô ha. Khô một nắng gỏi xài. Ăn cũng ngon mà nhậu cũng ngon. Thôi ăn đi. Ồ, chỗ này được quá nè. Đó. Chỗ này cá bự không à. Gió bay. Phản lưới này ngon ta. Nhìn cái cây cắm nó có con bự nữa. Nhắc chưa này nhảy xuống mương cái nắng nóng khúc mát khúc. Khúc nào đụng nước thì mát, khúc nào ở trên lú lên trên thì nóng. Mà ở đây gió là bóng cày nó mát đã. Đó, sặc đen thùi lùi luôn, chập bá luôn. Mương này nhiều chứ mương bên kia mình nghĩ chắc ít, mương bên kia ít cá. Thấy ục ít xịt. Để đủ bữa cơm là ngon này. Được quá này thấy không? Nhiều quá. Đầu bự tới đầu bự này ngon à. Ba con, bốn con. Được, được, được. Khoảng 4-5 con gì ngon. Ý. Dính ngay đám rong này nhiều quá, ngay đầu lưới nè. Đó. Rồi, đẳng được 2 con nữa hết rồi. Cũng im. Này cũng kiếm được 400 gram nửa ký rồi đó. Ồ, núp trong đây con nữa nè. Đó. Một tay. Nửa ký được. Nửa ký được luôn á. Nhiều quá. Tay này chắc ít. Mương này nãy em thấy ít cá. Không thấy gị không. Xem xui. Chưa cuốn biết đâu được. Khi nó dính nùi sao. Một con. Rồi lá tre không luôn. Nãy văng mà không thấy cá nó chạy hùng. Không phái rồi. Rồi nãy tay kia văng xong thấy đâm gu chứ. Này ca là đúng bài luôn. Dính dữ vậy. Rồi ra đi mấy cha. Trời ơi. Dính con ốc siêu to khổng lồ luôn nè. Ốc đắng hết biết bự luôn. Con lưới dính cá mà không dính. Dính con ốc. Ốc gì ta. Không phải. Quá êm. Quá êm thiệt luôn chứ không phải quá êm ba lương á. Dở thiệt ta. Nhìn mương cũng bén quá mà. Lai gai không có luôn á.
Ngay đầu này thấy có mấy con. Rồi im luôn. Như nãy giờ mấy con một phải không ta? Thua luôn. Ở đó được con thấy cả hai con. Người ta lưới. Đây con hai con nè. Người ta lưới chừng 20 thước kìa. Hai con cá. Bó tài thiệt chứ, hai con đúng hai con luôn. Không được con thứ ba luôn. Hai con. Tay này đúng là im luôn. Cuối tay này xong nhìn không thấy cá đâu trơn á. Toàn là lưới không à. Ô tài chấm cơm. Rồi tay lưới nãy dính hai con, mình gỡ hai con xong mình giăng lại mương này luôn bạn ơi. Giăng theo đường thẳng luôn, có dính rồi kìa. Đó, được. Chống chống chơi luôn, nước đang ra vô nè. Giăng có cá gì không? Thấy đặng có dính đầm lưới kìa bạn không? Có lý lắm nè. Đó. Hè có được con còn một cái đó không biết. Rồi giờ trong thời gian chờ đợi gỡ lưới bạn ơi, gỡ cá. Gỡ tay này đi. Chơi gì được nè, giăng tay gỡ tay cái xong cái gỡ tay này xong cái đầu đi giăng. Cái cuốn tay kia lên gỡ. Ngon à, thấy vậy mà chịu giăng một cái tới chịu rồi. Cá nhiều luôn á. Rồi, giờ gỡ cá bạn ơi. Tháo cái túi bột mít nè để đựng cá luôn vô mày. Mày gỡ đại hồi gỡ tới lưới ra sao quá, gỡ cá trước đi. Hai con ba con này, cá sặc bạn, sặc nhiều, cái gặm ít, gặm có con hả. Sặc thì dở lắm, nó dính lưới chút là nó chết rồi, nó ngọt nước á. Nó muốn sống là phải gỡ liên tục, giăng gỡ liên tục, giăng gỡ liên tục nó mới sống. Kệ chết chết dễ mần. Sặc chết sống gì cũng vậy, cũng tươi, nó không có sình. Đặc biệt chết chết ăn ngon nữa. Vô. Nhỏ nhỏ dễ gỡ. Nhuốt cái lụm. Tay này chắc dính con một đằng đẳng thiệt. Khúc đằng này không dính. Mương này ngay đường nước ra vô, nước cạn khô à. Tại sẵn đây mát mát gỡ cá giăng đại luôn. Được nhiêu đỡ nhiêu, hên hên hồi tán con cá lóc cái đã nữa. Đây con cá gầm nữa bạn ha. Cá gầm nó giống cá mì dinh nhưng mà nó không có bự bằng, thịt nó cứng hơn nữa, dày hơn. Dày nó to hơn. Sơm tụ quá ta. Trời này ca là láo hôi luôn, không có chơi. Ca thêm nhậu, thêm nhảy cho nó, thôi. Túa mồ hôi luôn. Lã mồ hôi cùng mình luôn. Nhưng mà vui. Chắc chơi cũng từ sáng tới giờ hay gì đó. Con này mới dính chút như con nhảy mạnh. Hồi nãy được nhiêu cá nè bạn ơi. Nãy giờ mình gỡ cá lại gỡ tay lưới xong rồi. Cho cá nó sống mình cho nó xuống nước nãy giờ. Đó. Chắc không tới nửa ký rồi. Chừng 300 g à. Nãy nửa ký mới được cân luôn tay lưới. Chắc có 300 g hơn rồi.
Nhiêu đây là cũng đủ sống buổi chiều nay rồi. Nhiêu đây chiên giòn đủ phê rồi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Này đếm gọn không ta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 30 con tính luôn ốc. Ốc đắng mà cái này là ngon lắm luôn á. Thịt không? 30 con cá, ngon lạnh. Rồi, giác này đợi chút nó cuốn tới lưới này xong rồi về luôn ăn đây. Nhưng cũng đủ ăn rồi. Bữa nào mình bào một bữa. Nào rảnh rảnh thì bào nguyên ngày cho đã. Lúc trước mình xuyên xuyên mình đi chịu dân, mình đi dân cả ngày mà. Là kiếm vài ký lô á. Tại cá bây giờ nó ít á. Này mà bữa nào rủ vô cha vợ mình á, rủ cha vợ mình đi á. Mấy cái mương mà mình thả lương đó. Cái mương nó cá sặc dữ lắm. Hai cha con bên nào bào một bữa kìa. Rồi, đợi tí nó cuốn tay lưới này kia về luôn. Chắc không dính mấy con nào, dính có mấy con rắn à. Khúc đây nó giờ im gù. Nước rồng rồi. Mưa này nước rồng nó rút ra cạn khô. Tại thấy trống trống rồi chơi đại hên xui. Con đã con sẵn rửa tay lưới luôn. Tại lưới đã được có 3 con luôn bạn ơi. Lưới bọng mình cũng dọn xong hai tay rồi nè. Thành quả cũng được nhiêu đây. Cũng rút quân luôn bạn ơi. Như đủ sống rồi. Nãy giờ lội văng ba tay cũng được ba mấy con cá, 33 con hay gì. Chắc 29 hình như. 32 con cá là con ốc. Rồi đây con nó quên, còn trong túi con bự nữa. Nãy cuốn tay lưới lên kia nó dính lưới con ốc rồi nè. Chà tá luôn. Ngon chưa? Nãy được thêm 3 cái gầm bự. Cái gầm đó bạn thấy không? Cái gầm nó cỡ này là thuộc dạng là cái gầm bự rồi, nái rồi đó. Nó hết muốn hết lớn rồi. Ngon lành, mấy cái gầm này ăn thịt ngon lắm mà, nhưng mà nó xương nhiều. Thêm 3 cái gầm nó kết thúc chương trình luôn. Nhắc này về bạn ơi. Về bằng cá số này chiều nay đủ sướng rồi. Nói chung là nãy giờ cũng được mát rồi, mà mát có nửa khúc à. Như lại cũng no rồi, no quất cây mía no. No nước, vừa no nước, vừa mát, vừa có cá ăn cơm thì quá đã bạn ơi. Sướng sướng sướng. Cái này cũng như là thú vui tao nhã vậy đó. Thú vui tao nhã kiếm cá ăn cơm. Rồi cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Chào bạn đây nha. Gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Lúc này thì chủ yếu mình dạo dạo vào vòng nhà không à. Đợi cho vợ mình khỏe khỏe lên rồi mới chiến được. Nó nói chưa đi không có vợ cũng buồn mà. Đi theo cằn nhằn nhưng mà vui.
Thôi chào bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau.